hãy cùng nghe một chuyên viên kỹ thuật của Felix Solar sẽ giúp chúng ta hiểu thêm thật là nhiều kiến thức về một cái loại đèn, cũng là một cái loại đèn đường chuyên sử dụng cho các công trình ở đường phố cũng như là các khu đô thị. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ anh chuyên viên kỹ thuật của Felix Solar các bạn nhé. Xin chào anh, không biết là ngày hôm nay thì anh mang đến cho các bạn một cái sản phẩm gì anh ha? Xin chào Hoàng Yến, tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một cái dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Đây là dòng đèn đường. Đèn đường nó có tên là 621E. Thì tại đây là toàn bộ tất cả các sản phẩm. Nó cũng có gồm tấm pin, cái đèn, phụ kiện đi kèm, remote. Và đặc biệt thì này là dòng đèn đường cho nên nó có thêm một cái tay gắn và kèm theo. Em nhớ là hình như là cái cấu tạo bên ngoài của nó khác hẳn so với những loại đèn trước đây đúng không anh? Đúng rồi em. Cái dòng này thì tên nó là 621E và nó có công suất là 200W. Đây như anh thấy. Cái chip LED của nó là bao gồm 224 chip LED. Mình giới thiệu sơ về cơ bản mặt trước của nó cũng là kiến cường lực. Nhưng Yến thấy có một sự khác biệt. Đối với những cái dòng khác thì cái cạnh nó là cạnh vuông, yeah. Nhưng mà cái bản này nâng cấp hơn là cạnh tròn, yeah. Thì thông thường những tấm kiến cường lực á sẽ rất là dễ bị vỡ ở những cái góc, cho nên người ta khắc phục cái nhược điểm này là cả double tròn, cho nên là hạn chế vấn đề bể vỡ. Mặt sau của nó thì nó cũng có những cái gân, cái cận cạnh. Tác dụng của nó là để tăng cái diện tích tiếp xúc với môi trường, yeah. Nhằm để giải nhiệt tốt hơn. Và ngoài bề mặt này đó là nguyên một cái vỏ hợp kim nhôm đúc nguyên khối, cho nên là nó có thể sử dụng được tất cả ở môi trường, dù như biển đảo đều có thể sử dụng được. Mà ngoài ra thì về cái phần chóa này thì như Yến thấy nè, nó có những cái đường gấp khúc, những cái gấp khúc. Cái tác dụng của nó là để tăng cái khả năng phản xạ ánh sáng của nó lên nhiều hơn, từ đó cái đèn nó sẽ sáng mạnh hơn. Mỗi loại đèn là có những cái thiết kế khác nhau đúng rồi. Và đây thì đây cũng là một tấm pin cũng giống như những loại khác, thì pin này nó công suất là 25W 9V để phù hợp với cái đèn này. Thì pin này là pin poly, tấm này là poly. Nó được lắp trên cái tay gắn này. Tại sao em thấy là có những cái loại đèn đi cùng với những cái tấm pin mà nó có không có kích thước bằng nhau anh? Đúng rồi. Tại vì thông thường á, những cái mẫu đèn khác nhau nó sẽ có những cái tấm pin khác nhau, điện áp nó ra khác nhau để nó phù hợp với cái đèn của nó. Và đây thì một cái tay gắn của nó, thì nó có thể lắp được ở những cái vị trí khác nhau như tường, cột, bờ rào. Và thông thường là những dòng này là đèn đường cho nên thường nó sử dụng ở đường là nhiều hơn. Mình có thể lắp ở đường nông thôn, đô thị, vân vân. Thì đây là cái tay gắn. Thì trong video sau mình sẽ hướng dẫn rõ hơn về cách lắp đặt nó như thế nào. Ví dụ như là em lắp đặt một cái đèn này mà em không cần đến cái tay gắn này thì có được không anh? Hay là bắt buộc là mình phải sử dụng? Bắt buộc là mình phải sử dụng một tay gắn. Tại vì ở đây sau nó có một cái lỗ. Cái đèn này đặc biệt là ở trong nó còn cái dây đi ra, cho nên phải có cái lỗ đó để mình lần cái sợi dây ra. Tại vì em thấy những cái loại đèn trước là nó có một cái bát chứ không cần phải cái cây gắn này. Đúng rồi. Thì bây giờ anh có thể chỉ cho các bạn cái cách mà mình lắp đặt cái tấm pin với cái đèn này được không? Thì nói chung cách lắp đặt này nó cũng rất là đơn giản. Trong video sau anh sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Bây giờ anh sẽ giới thiệu sơ sơ thôi. Thì đây cái tấm pin là như vậy. Rồi đầu tiên là cái tay gắn. Thì mỗi cái đèn nó sẽ có một phụ kiện, đó là bịch ốc. Để mình kết nối thì tay gắn này có thể lắp được lên tường rào. Rồi đây là vị trí để mình lắp cái đèn và đây để mình lắp tấm pin. Tấm pin thì nó đã có sẵn như thế này. Tấm pin này thì mình sẽ lắp như thế nào anh hả? Tấm pin thì mình lắp ở trên. Các bạn hãy quan sát cái thao tác mà đây thì nó có một cái phụ kiện ốc. Thì mình sẽ chỉ cần kết nối hai cái ốc ở đây là vào là đủ. Và cái dây nối này mình sẽ lòn vào trong cái lỗ ở dưới đây. Còn là được. Tấm pin thì mình sẽ đặt nghiêng mình đặt nghiêng một góc khoảng 30 độ. Thông thường thì tất cả các dòng pin mình đều nên lắp ở một vị trí nghiêng 30 độ và quay về hướng nam là tốt nhất. Thì nhưng mà đối với cái dòng đèn đường này á thì có thể là mình nằm ở ngoài đường, cho nên cái hướng của nó mình sẽ phụ thuộc vào đường, chứ không nhất thiết phải quay về hướng nam. Có một cái điều lưu ý mà anh vừa nhắc là các bạn khi đây là một cái tấm pin mà chúng ta đặt ở ngoài đường, cho nên là trời chúng ta tùy theo cái hướng mà chúng ta lắp đặt, cho nên là không nhất thiết là các bạn cứ phải đặt theo hướng nam như là những cái loại đèn trước các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục anh hả? Đây là cái remote đúng không anh? Đúng rồi. Đây là một cái remote. Thì tương tự như dòng đèn khác thì bên này cũng là remote điều khiển. Thì trên đây nó có những phím chức năng như là on, off và hẹn giờ, tăng giảm độ sáng. Và đây là để xóa đi cái thời gian hẹn giờ. Lúc xóa đi hẹn giờ cũng rất là đơn giản. Em được biết như anh giới thiệu đây là một cái loại đèn mà có thể sử dụng ở ngoài đường. Tại sao nó không có những cái cảm ứng như là những cái loại đèn trước anh ha, mà mình phải sử dụng cái remote? Do là cái dòng này thứ nhất là nó thiết kế vuông vức
và cái chip LED của nó cũng số lượng của nó là 224 chip LED và cái khối lượng pin ở trong đây nó rất là nhiều, cho nên là nó đủ đảm bảo độ sáng của nó trong vòng 12 tiếng, là từ 6 giờ sáng tối hôm nay cho tới 6 giờ sáng ngày mai, thì cho nên nó không cần cái chế độ cảm biến. Vậy thì cái thời gian tuổi thọ trung bình của cái đèn này thì bao nhiêu? Thông thường cái tuổi thọ trung bình của nó là khoảng từ 6 cho tới 8 năm là về chip LED. Còn vấn đề pin á, pin thì bên đây là dòng đèn này mình cũng sử dụng pin mới hoàn toàn 100%, cho nên tuổi thọ pin của nó là từ 2 cho tới 3 năm. Vậy còn cái đèn này thì mình sẽ sạc, cái tấm pin này mình sẽ sạc trong bao lâu? Tấm pin này thì về tấm pin này á, là do kết cấu của nó, nhà sản xuất bảo đảm cho mình tuổi thọ nó là khoảng trên 25 năm là về hiệu suất. Còn về vật lý thì nó rất là bền, trên 30 năm rồi. Ý là em hỏi là mình sạc trong vòng bao lâu để cái đèn đủ chiếu sáng? Về cái khả năng sạc của nó thì trong vòng 5 tiếng, nếu mà ánh nắng đẹp tốt thì nó sạc 5 tiếng là đèn đã đầy rồi. Vậy trong những cái thời tiết mà không thích hợp thì sao ạ? Trong những thời tiết không thích hợp giống như là âm u hoặc là mưa gió nhiều cả ngày thì tấm pin nó vẫn sạc được, nhưng cái mức độ sạc của nó sẽ kém đi. Thì ví dụ như bình thường á, mình sử dụng được 12 tiếng, nhưng có thể những ngày nắng không tốt thì có sử dụng thời gian nó giảm xuống còn 6 tiếng hoặc là 4 tiếng tùy theo cái mức độ nắng. Rất là nhiều cái câu hỏi mà cái khách hàng người ta gửi về đó là có chung một cái câu hỏi, đó là đây là một cái loại đèn sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Vậy thì vừa ngoài những cái thời như là những ngày âm u mưa gió thì tôi phải bảo quản cái này như thế nào, hoặc là nó còn cái hoạt động tốt hay không, thì anh nhân dịp này anh có thể giải đáp cho tất cả các bạn được biết về những cái trăn trở của các bạn không? Qua đây anh cũng xin giới thiệu luôn là do nhà thiết kế đã sản xuất cái dòng này là đèn năng lượng mặt trời, cho nên là nó nằm ở ngoài trời, thì tất cả những cái vật liệu này đã đều chống nước, chống nắng, chống bụi. Bên đây là mình có chỉ số IP65 là khả năng chống nước và chống bụi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về khả năng của nó nằm ngoài trời. Nó sẽ rất là bền với thời gian. Nhà sản xuất đã tính với vấn đề đó. Nó có ảnh hưởng đến cái sự chiếu sáng của cái loại đèn này không em? Do cái này là kiến cường lực, kiến cường lực nó rất là nhẵn bóng, cho nên là và nó đặt ở một cái độ nghiêng nhất định thì khi tất cả bụi bặm nó bám vào nó đều trôi xuống hết. Vậy là đèn có thể chiếu sáng trong tất cả mọi trường hợp, mọi điều kiện, mọi điều kiện thời tiết. Vậy thì cái thời gian mà bên mình bảo hành một cái sản phẩm này cho các cái khách hàng như thế nào? Thông thường cái dòng sản phẩm bên mình sẽ bảo hành là 2 năm cho khách. Vậy với một cái những cái vật dụng như thế này thì mình có khó khăn trong quá trình vận chuyển đến tay khách hàng không ạ? Đối với những sản phẩm này thì mình cũng vận chuyển rất là dễ, tại vì nó có một cái hộp riêng mình sẽ đóng hộp và gửi cho khách hàng ở toàn quốc. Vậy thì nhưng mà em không biết là sau cái sản phẩm này thì anh có hứa hẹn là sẽ mang đến cho khách hàng một cái sản phẩm nào mới tại Phoenix Solar không? Đối với cái dòng sản phẩm này thì có một cái dòng sản phẩm cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó khác về một chức năng chút xíu và về công suất chút xíu. Vậy thì chắc là chúng ta sẽ hẹn nhau video sau đúng không ạ? Trong video sau sẽ giới thiệu. Các bạn thân mến, qua cái video này thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ biết thêm thật là nhiều cái kiến thức về cái loại đèn Phoenix Solar này. Và như là lời của anh đã hứa hẹn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cái video sau, và chắc chắn là sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm đặc biệt nữa có mặt tại Phoenix Solar mà hiện tại thì chúng ta chưa có thể bật mí cho các bạn. Và hy vọng là các bạn hãy theo dõi chúng tôi để xem là những cái sản phẩm sau nó sẽ có những cái ưu điểm và tiện ích sử dụng của nó như thế nào các bạn nhé.